Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room và như thường lệ thì mình là Andy. Đây là một trích đoạn trong bài viết Đường xa mới biết luật hay trong cuốn sách Người trong muôn nghề, ngành xã hội và nhân văn có gì. Các bạn có thể tìm hiểu thêm ở link chúng mình gắn trong phần mô tả nha. Chín năm trong ngành được nhiều hơn mất. 9 năm làm nghề của tôi hoàn toàn nằm ở khối tư, với công việc chính là tư vấn luật trong doanh nghiệp. Dù đời này chẳng có nghề nào hoàn hảo, nhưng 9 năm vừa qua, tôi tin là mình đã được nhiều hơn mất. Tôi sẽ nói về những điều mà phải đánh đổi khi lựa chọn công việc này trước. Cái mất lớn nhất là thời gian. Công việc này rất bận rộn. Khi lo thì phải lo trước cái lo của khách hàng, mà khi vui thì cũng chỉ dám vui sau cái vui của họ. Trước khi doanh nghiệp có ý định làm bất cứ điều gì, dù là mở rộng kinh doanh, ký kết hợp đồng với đối tác, tôi cũng luôn nhận được câu hỏi như có làm được như vậy hay không? Trước khi bắt đầu bất cứ một dự án nào, người tư vấn cần nghiên cứu các giải pháp, nghiên cứu các điều luật để xem những hoạt động dự kiến của doanh nghiệp có đi theo đúng các quy định của pháp luật hay không. Nếu đi chệch khỏi đường ray quy định, bạn cần giải thích việc này sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp như thế nào, có cách để tránh rủi ro hay không. Sau khi dự án kết thúc, tôi vẫn tiếp tục cập nhật thông tin, ra soát, thẩm định lại để đề phòng vấn đề phát sinh. Ở bất cứ giai đoạn nào, người làm luật cũng cần đồng hành, theo dõi sát sao với khách hàng, các bộ phận trong doanh nghiệp. Những điều trên đã làm ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống cá nhân. Nếu không phải là người có kỹ năng quản trị thời gian tốt, bạn sẽ rất khó tìm được sự cân bằng trong công việc và cuộc sống. Cá nhân tôi là người có thói quen dậy sớm, thường bắt đầu công việc từ 7 giờ sáng, mà không hiếm khi đến 8 giờ tối mới xong việc, nhiều lúc muộn phải hơn. Việc một ngày làm việc kéo dài từ 10 đến 12 tiếng hoặc hơn là chuyện không hề hiếm. Thứ hai, nghề luật có rủi ro nghề nghiệp. Rủi ro nghề nghiệp thứ nhất là vì nghề tư vấn luật phần nhiều đến từ sự tin tưởng và sự uy tín. Do đó, trong trường hợp nhầm lẫn một sự việc nào đó, có khả năng bạn không còn được tín nhiệm để nhận những công việc tiếp theo. Rủi ro thứ hai là những tư vấn của bạn, nếu không xác đáng có thể gây thiệt hại cho khách hàng và có thể phải bồi thường. Do đó, ở các công ty luật, luật sư và công ty luật thường mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, giúp phần nào hạn chế phòng trừ trường hợp rủi ro. Bù lại cho những đánh đổi đó, tôi lãi rất nhiều thứ. Trước tiên, công việc này cho tôi nhiều thông tin giá trị và mở rộng hiểu biết. Quá trình tư vấn cũng là quá trình tiếp nhận thông tin và học hỏi. Việc học hỏi này đến từ các bộ phận khác nhau trong công ty với đa dạng kiến thức và giúp chất lượng tư vấn của tôi trở nên hoàn thiện, giá trị hơn. Ví dụ, khi làm việc với bộ phận tài chính kế toán của doanh nghiệp, tôi học được rằng với cùng một bản chất là khoản tiền chuyển cho đối tác, nếu chúng ta cấu trúc và gọi tên nó là khoản đặt cọc, khoản tạm ứng hay khoản thanh toán, thì hóa đơn, chứng từ cùng thời điểm ghi nhận doanh thu và phát sinh thuế sẽ rất khác nhau. Do đó, tùy từng trường hợp, việc lựa chọn hình thức phù hợp sẽ giúp công ty tối ưu được số thuế và nghĩa vụ tài chính. Với các giao dịch lớn thì số tiền tối ưu được là không hề nhỏ. Cái lãi thứ hai là mở rộng mạng lưới quan hệ. Quá trình tư vấn, trao đổi với khách hàng giúp tôi mở rộng, xây dựng nhiều mối quen biết. Như đã nói thì nhu cầu liên quan đến luật ngày càng nhiều. Hầu như ngày nào tôi cũng nhận được những cuộc gọi nhờ tư vấn của người thân, bạn bè về các vấn đề liên quan đến pháp luật. Khi sẵn sàng hỗ trợ người khác bằng kiến thức, năng lực chuyên môn của mình, điều ta nhận về không chỉ là thu nhập, mà còn là nhiều mối quan hệ bền chặt và lâu dài. Tôi từng đồng hành với nhiều khách hàng đến vài năm trời, sau này trở thành anh em đồng đội, luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau khi cần. Họ không chỉ giúp tôi giải đáp các vấn đề trong chuyên môn của họ, mà còn cả các vấn đề khác trong cuộc sống. Và cuối cùng, nghề luật có mức thu nhập tương đối tốt. Ở cấp chuyên viên trở lên, người làm tư vấn luật nói riêng và làm về luật nói chung đều có giải lương thuộc nhóm cao nhất trong công ty khi so sánh với những người ở cùng cấp bậc tại những phòng ban khác. Tuy vậy, một đặc thù khác của ngành luật là chênh lệch thu nhập khá lớn giữa những người cùng số năm kinh nghiệm. Với những bạn mới ra trường và ngoại ngữ tốt, các bạn có thể nhận được mức lương từ 10 đến 15 triệu nếu làm pháp chế cho những tập đoàn cỡ vừa và lớn. Và đây cũng là mức lương chung khi làm việc ở các công ty luật lớn tại Việt Nam hoặc các công ty luật nước ngoài. Thế nhưng nếu làm việc ở những công ty luật quy mô nhỏ, chuyên thực hiện tư vấn hay giải quyết các vấn đề cơ bản, không sử dụng đến tiếng Anh, mức thu nhập cho người mới bắt đầu chỉ dao động từ khoảng 5 đến 7 triệu. Với những người nhiều kinh nghiệm hơn, thu nhập cũng chênh lệch tùy thuộc độ lớn của công ty, khả năng ngoại ngữ và năng lực chuyên môn. Thế nhưng tôi vẫn hay nói ngành luật là ngành dành cho những ai sẵn sàng đi đường dài, phải trải qua nhiều năm tháng tích lũy kinh nghiệm mới nhìn thấy thành quả rõ ràng. Thông thường, mức thu nhập tốt chỉ đến sau khi bạn có ít nhất 3 năm kinh nghiệm.
Ví dụ nếu bạn có 2 đến 3 năm kinh nghiệm, khả năng sử dụng ngoại ngữ tốt, mức lương 1.000 đô là hoàn toàn không hiếm gặp. Còn nếu có 5 đến 7 năm kinh nghiệm, bạn có thể đạt mức thu nhập khoảng 2.000 đô. Tiếp theo là bộ 3 kỹ năng cần có khi bước vào ngành luật. Là người trong ngành, tôi nhận thấy nhân sự giỏi ngành luật đang thiếu trầm trọng. Theo một bài viết được đăng tải trên báo chính phủ.vn, thì tỷ lệ số luật sư trên dân số tại Việt Nam là 1 luật sư trên hơn 17.000 người dân, trong khi tỷ lệ này ở Thái Lan là 1 trên 1.526, ở Singapore là 1 trên 1.000, Nhật Bản là 1 trên 4.546. Có hai lý do dẫn đến sự thiếu hụt này. Thứ nhất, kinh tế và xã hội Việt Nam phát triển nhanh chóng, nhu cầu về luật rất lớn, nhưng số lượng nhân sự đào tạo ra chưa nhiều. Thứ hai, do còn tập trung nhiều vào lý thuyết, sinh viên ra trường thường chưa đủ khả năng tư vấn độc lập hay trực tiếp giải quyết các nhu cầu của khách hàng. Như vậy, dù tiềm năng phát triển trong ngành rất lớn, các bạn trẻ vẫn cần cố gắng trau dồi rất nhiều để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Dưới đây là 3 kỹ năng quan trọng để làm nghề. Thứ nhất là ngoại ngữ. Khi nói chuyện với các bạn trẻ mong muốn theo đuổi lĩnh vực này, tôi thường nhấn mạnh yếu tố ngoại ngữ. Việc thành thạo một ngoại ngữ có thể là tiếng Anh, tiếng Hàn hoặc tiếng Trung sẽ đưa sự nghiệp của bạn tiến xa hơn rất nhiều. Ở trên thì chúng ta đã biết, ngành luật có sự phân mảnh. Một trong những lý do dẫn đến điều này là ngoại ngữ. Trước tiên, sự chênh lệch thu nhập giữa những người có cùng số năm kinh nghiệm không chỉ xuất phát từ năng lực, mà còn từ quan điểm và tư duy của lãnh đạo doanh nghiệp. Nếu người lãnh đạo chú trọng luật pháp, đề cao vai trò của người tư vấn luật, họ sẵn sàng trả lương cao. Họ là những người hiểu rằng, nếu chuyên viên tư vấn luật hài lòng với mức lương và làm tốt vai trò, doanh nghiệp sẽ tránh được rất nhiều rủi ro và tốn kém không cần thiết. Dù không phải tất cả, nhưng tư duy này thường được đề cao ở những tập đoàn lớn, tập đoàn có nguồn gốc nước ngoài hoặc có vốn đầu tư nước ngoài. Khi hoạt động trên phạm vi lớn, cần làm việc với những khách hàng nước ngoài có sự khác biệt văn hóa, họ sẽ đề cao và chú trọng vấn đề luật pháp hơn bao giờ hết. Và để đủ điều kiện có thể làm việc trong những doanh nghiệp này, bạn buộc phải thành thạo ít nhất là một ngoại ngữ. Ngoại ngữ không chỉ giúp bạn có thu nhập tốt hơn so với những người chỉ biết tiếng Việt, mà còn mở rộng cơ hội học tập, trải nghiệm những môi trường làm việc có yếu tố quốc tế. Thứ hai là kỹ năng viết. Đây là một trong những kỹ năng quan trọng nhất. Làm tư vấn luật, phải đến 80% sản phẩm tôi tạo ra là sản phẩm viết. Đó có thể là các thư tư vấn, hợp đồng hay văn bản giao dịch. Thậm chí trong một phiên xử ở tòa, một trong các kỹ năng quan trọng của thẩm phán là kỹ năng viết bản án. Việc viết lách trong ngành luật chủ yếu tập trung ở tư duy chữ nghĩa rõ ràng và cách hành văn linh hoạt. Đối tượng người đọc khác nhau cần lối viết khác nhau. Viết cho đối tượng khách hàng có ít hiểu biết thì cần đầy đủ, chi tiết. Viết cho cấp trên có nhiều kinh nghiệm cần ngắn gọn, xúc tích. Một người viết giỏi là người biết đặt bản thân ở nhiều vị trí khác nhau để đưa ra thông điệp và từ ngữ phù hợp trong từng tình huống, từng đối tượng. Dẫn một ví dụ tôi thường xuyên kể cho các bạn nhân viên của mình. Có lần tổng giám đốc tại một đơn vị mà tôi đã làm việc yêu cầu tôi tóm tắt một thư tư vấn của công ty luật về vụ giải quyết tranh chấp lao động từ 10 trang xuống còn 2 trang, nhưng vẫn phải đủ ý để có thể ra quyết định. Như vậy, đâu đó trong trường hợp này, ta có thể hiểu với thư tư vấn của công ty luật thì đối tượng đọc phù hợp là những người làm pháp chế trong công ty, những người có khả năng cũng như thời gian để đọc đầy đủ nội dung. Còn với các vị trí lãnh đạo, thời gian là thứ họ luôn thiếu, thì văn bản cần hết sức ngắn gọn và xúc tích. Để rèn luyện kỹ năng viết, không có giải pháp nào khác ngoài luyện tập thường xuyên. Và nếu bạn có lỡ không giỏi văn, đó cũng không phải là dấu hiệu đáng lo ngại. Bản thân tôi là dân khối A, xuất phát điểm kỹ năng viết rất kém. Tôi nhớ trước khi thi tốt nghiệp cấp 3, cô giáo còn lo tôi có thể bị điểm liệt môn văn. Nhưng bây giờ, nhờ luyện tập hàng ngày, tôi tự thấy kỹ năng viết của bản thân khá hơn trước rất nhiều. Thứ ba là kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề. Khi làm luật, các bạn liên tục phải đối diện, phân tích và giải quyết các vấn đề. Trước hết, bạn cần kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, quy định pháp luật để hiểu cặn kẽ vấn đề hiện tại. Dựa trên việc phân tích tài liệu và số liệu, bạn cần tự xây dựng được những nhìn nhận toàn diện, đa chiều để đưa ra kết luận. Không ít người đưa ra tư vấn hoàn toàn đúng theo quy định của pháp luật, nhưng lại không khả thi trong thực tế. Như vậy thì vấn đề của khách hàng không thể giải quyết triệt để. Hơn nữa, quy định của nhà nước không phải lúc nào cũng rõ ràng trắng đen. Tùy vào từng tình huống cụ thể, người làm nghề cần đưa ra giải pháp phù hợp, vừa tuân theo khuôn khổ quy định luật pháp, vừa đảm bảo lợi ích cho khách hàng. Tiếp theo là bộ 3 tính cách nên có ở người làm luật. Bên cạnh kỹ năng thì cũng có những đặc điểm tính cách hay tố chất của một người phù hợp theo đuổi ngành luật. Từ trải nghiệm cá nhân, tôi chọn ra 3 từ khóa:
chăm chỉ, cẩn thận và kiên nhẫn. Thực tế thì nghề luật đòi hỏi bạn phải dành rất nhiều thời gian để học hỏi, trau dồi, yêu cầu bạn xử lý lượng lớn công việc mỗi ngày, đọc, viết và phân tích nhiều. Không chăm chỉ, bạn khó có thể thích ứng khối lượng công việc khổng lồ với việc một ngày làm việc đến 10 hay thậm chí 12 tiếng. Thứ hai là tính cẩn thận. Tôi từng có tai nạn để đời, viết nhầm trong hợp đồng số tiền từ 2 triệu thành 2 tỷ. Cũng may người phải thanh toán là đối tác, không phải công ty tôi. Sau đó mọi thứ đã được khắc phục suôn sẻ. Tôi không bị trách nhiệm gì lớn ngoài phải nộp một khoản tiền phạt vi phạm để ghi nhớ. Trường hợp như vậy có thể hy hữu, nhưng những tai nạn từ 2 triệu thành 20 triệu thì không thiếu. Trong mỗi hợp đồng, mỗi văn bản được gửi đi, bạn cần luôn cẩn trọng xem kỹ từng điều luật, từng dấu chấm, dấu phẩy, từng con số nhỏ nhất. Sự thiếu cẩn thận có thể dẫn đến những thiệt hại lớn cho công ty, cho khách hàng và cho chính bạn. Và cuối cùng là sự kiên nhẫn. Như đã nói từ đầu, luật là ngành hậu vận, ngành dành cho những ai sẵn sàng đi đường dài. Thành quả sẽ đến với những người cố gắng đủ lâu, nỗ lực đủ nhiều. Năm đầu đi làm, tôi thường xuyên bị mắng, thường xuyên căng thẳng với áp lực công việc quá lớn. Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn học, với một niềm tin là mình có thể phát triển và dần thích nghi công việc. Các bạn hãy xác định, chắc chắn gặp nhiều khó khăn. Ai vào nghề cũng cần trải qua giai đoạn như vậy. Nhưng sâu bên trong, hãy giữ sự kiên định và vững vàng tin tưởng vào sự phát triển của bản thân. Công việc này vừa đòi hỏi kiến thức, vừa đòi hỏi trải nghiệm. Mà trải nghiệm thì cần thời gian để trau dồi. Vì thế mà ngành luật không dành cho những ai muốn kiếm tiền nhanh chóng. Nhiều người nghĩ với đặc thù công việc như vậy, người làm nghề chắc hẳn cứng nhắc và khô khan. Nhưng tôi không thấy vậy. Bạn bè đồng nghiệp của tôi là những người tương đối hài hước, thông minh và thú vị. Nhưng khi vào đến công việc, họ luôn giữ sự chỉn chu, cẩn thận, rõ ràng, như là hai phiên bản khác nhau trong cùng một con người vậy. Tôi tin nếu các bạn có tiềm năng và ham học hỏi, sẽ có rất nhiều người sẵn lòng giúp đỡ bạn. Ngành luật rất nhiều việc, một người không thể làm hết mà luôn cần người hỗ trợ. Vì vậy các bạn hãy yên tâm bởi có rất nhiều người tốt, người giỏi để theo học. Và vừa rồi là một phần trích đoạn trong bài viết Đường xa mới biết luật hay trong cuốn sách Người trong môn nghề, ngành xã hội và nhân văn có gì. Các bạn có thể tìm hiểu thêm ở link chúng mình đã gắn ở phần mô tả. Và rất mong các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy truy cập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Andy, xin chào và hẹn gặp lại.